Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh MC Ngọc Việt Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi đầu chuyện hôm nay Ngọc Việt tiếp tục gửi tới toàn thể quý vị Các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương Bộ truyện được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt Nếu quý vị yêu mến kênh Thì hãy để lại những bình luận cảm xúc dưới video Cho Ngọc Việt một like Đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất Và ngay bây giờ xin mời quý vị Chúng ta cùng Nghe Chuyện Mao Sơn Quỷ Vương, tập 306. Giải cổ trùng. Một nhóm ba người bước đi trong ngũ độc trại, trên đường gặp người của ngũ độc trại. Dù là ai cũng phải ngừng bước hành lễ. Khi Tống Mộc Đồng nhìn thấy đám người trong trại này, Vẻ mặt cô cũng vô cùng lạnh nhạt Chỉ ghé gật đầu khi đám người này hành lễ Hoặc ừ một tiếng Rồi vội vã dẫn bọn họ Bước nhanh về phía trước Rất rõ ràng Trong lòng của Tống Mộc Đồng Vẫn còn oán niệm với những người trong trại này Lúc đó mọi người đều hận Không thể đẩy cô vào chỗ chết Một thân một mình Ngược lại hai người ngoài Lại lựa chọn kiên quyết đứng về phía cô Nhưng vô hình Sự lạnh nhạt của Tống Mộc Đồng lại càng tăng thêm vẻ uy nghiêm đám người trong trại đều nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể dưới sự dẫn đường của tống mộc đồng ba người lại tiến vào thung lũng kia của ngũ độc trại dọc đường có rất nhiều người canh gác nhưng không có ai dám hống hách ngăn cản vẫn là mảnh đất trống mà hôm qua bọn họ đã đánh nhau tống mộc đồng vừa mới dẫn mòn nọ tới không biết nhung bách đại phu đã từ đâu bước ra xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa trông thấy Nhung Bách Đại Phu, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc vội vàng hành lễ. Tấm Mộc Đồng cũng gọi một tiếng sư phụ. Nhung Bách Đại Phu giấu mình trong chiếc áo choàng đen, cả người hơi u ám, khoát tay ra hiệu cho mọi người không cần phải đa lễ. Cát Vũ, hôm qua người nói bên cạnh người có nuôi dưỡng một quỷ ma đã ăn địch linh vào yêu đan. Mất đi thần thức vốn có của mình đúng không nào? Bây giờ Người ấy thả nó ra để Lão Phu xem thử đi Nhung Bách Đại Phu đi thẳng vào vấn đề Đại Phu à Đạo hạnh của quỷ ma này Rất là uyên thâm Lại vô cùng hung dữ Ta sợ Cát Vũ vội vàng nói Không sao Lão Phu tự có cách để mà không chơi nó Nhung Bách Đại Phu lạnh nhạt nói Cát Vũ do dự một lúc Sau đó vươn tay Vỗ vào tụ linh tháp của mình Thả Phượng Di ra ngoài thật ra thì nữ quỷ phượng di đã bị long niêu chân nhân của quỷ môn tông sử dụng bản lĩnh để mà áp chế nó cho dù ra khỏi tụ linh tháp cũng không còn hung tợn như trước hơn nữa nhung bách đại phu còn là cao thủ hàng đầu vua thuật thông thiên tất nhiên sẽ không sợ phượng di nhưng Cát vũ vẫn phải nhắc nhở nhung bách đại phu một luồng sắt khí màu đỏ đen bay ra từ trong tụ linh tháp không khí xung quanh lạnh xuống mười mấy độ bởi vì đây là lần đầu tiên Tấm Mộc Đồng nhìn thấy Phượng Di. Cho nên, lúc nó vừa mới bay ra khỏi tụ linh tháp, cô đã vô thức mà lùi về sau vài bước, sắc mặt khẽ thay đổi. Phượng Di nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, cả người mặc áo cưới màu đỏ như máu, trên mặt chẳng chịt mạch tơ máu đỏ. Cả người nó tỏa ra một luồng sát khí hung ác, càng khiến cho người ta phải sợ mất mặt Khi Phượng Di vừa xuất hiện, vẻ mặt đã vô cùng nóng này mái tóc đen bay vút lên cao quấn về phía mọi người lúc nhìn thấy phượng di như vậy tấm bộc đồng càng sợ hãi hơn cô chưa bao giờ trông thấy quỷ vật nào hung dữ như thế không ngờ là quỷ ma Sát khí chân người quẩn quẩn nếu người tu hành bình thường lọt vào tay của nó sẽ không thể nào đỡ nổi hai chiêu trông thấy quỷ ma này nhung bách đại vu cũng có chút choáng váng quỷ ma dữ tợn như vậy có lẽ còn lợi hại hơn cả lão ta tưởng tượng. Vô trưởng trong tay của nhung bách đại vu cắm mạnh xuống đất. Trên vô trưởng đó bốc lên một màn xương đen, bao trùm lên người phượng si Mục đích là để nhốt nó ở bên trong. Mọi người đều lùi lại đi. Nhung bách đại vu vừa đi về phía phượng di, vừa bảo mọi người lùi về phía sau. Lúc lao về phía phượng di, nhung bách đại vu lấy ra vài lá cờ đủ loại màu sắc ở trên người. Dựa theo phương hướng nhất định Liên tục cắm mấy lá cờ đó xuống đất Khi tức màu đen tỏa ra Từ trên vua trưởng Nhất thời bao trùm lên người Phượng Di Phượng Di phát điên lên Bởi vì trước đó nó đã bị Long nghiêu chân nhân áp chế Vua trưởng đang cắm giết đất của nhung bách đại phu Không có tác dụng khắc chế mạnh liệt Mà lúc Phượng Di vừa xuất hiện Chưa được bao lâu Trên đỉnh đầu và dưới thân của Phượng Di Đều lần lượt xuất hiện hoa văn bắt quái Và âm dưng ngư đang liên tục xoay tròn, nhốt nó ở bên trong. Mái tóc dài không ngừng tung bay tứ phía của Phượng Di cũng nhanh chóng thu về. Như thể có một sức mạnh vô hình đang giam cầm nó ở bên trong, khiến cho nó phát ra một tiếng hét thảm thiết. Nhung Bách Đại Vu nhanh chóng đi vòng quanh Phượng Di, đồng thời cắm liên tiếp từng lá cờ xuống mặt đất xung quanh nó, khiến cho khí chẳng phát ra từng tiếng động rất lớn, cuồng phong gào thét không ngừng mấy người cắt vũ và hắc tiểu sắc đều không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này đồng loạt lui về phía sau nhìn chằm chằm vào phượng di đang bị nhốt ở bên trong không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sau khi những la cờ đó được bố trí xung quanh phượng di nhung bách đại vu lại rút vu trưởng đang cắm ở dưới đất kia lên liên tục xoay quanh phượng di vừa xoay quanh vừa bày ra các loại tạo hình và động tác khoa trương trong miệng thì niệm mấy câu vu chú mà ai nghe cũng không hiểu. Có người nói, đạo pháp được phát triển từ trong vu thuật. Vu thuật mới là nguồn gốc thực thụ của đạo pháp Hoa Hạ. Còn đây có phải là sự thật hay không thì không ai biết được. Nhưng rõ ràng, cả Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đều cảm nhận được. Động tác giống như vũ điệu sơ khai của Nhung Bách Đại Phu, kết hợp với thần chú cổ xưa, thực sự sản sinh ra một loại sóng năng lượng huyền diệu khó mà giải thích được. Phượng Si bị nhốt ở bên trong, tay chân đều sang xa. Mới đầu nó còn vung vẩy kịch liệt, nhiều lần cảm thấy nó sắp thoát ra ngoài, nhưng lại bị luồng sức mạnh vô hình đó quấn chặt lấy một lần nữa. Những lá cờ đủ loại màu sắc được cắm ở dưới đất đang bay phấp phới trong gió, phát ra từng tiếng kêu phần phật. Dưới tình huống đang mở thiên nhãn, mọi người đều có thể trông thấy rõ ràng trên mấy lá cờ đó đều có khí tức đủ loại màu sắc đang liên tục tập hợp trên người Phượng Di. Dưới tác dụng của những khí tức này, tâm trạng điên cuồng của Phượng Di cũng bình ổn trở lại, mà vô chú và động tác của Nhung Bách Đại Phu cũng càng ngày trở nên mãnh liệt hơn. Mọi người đều cảm thấy dường như không chỉ có một mình Nhung Bách Đại Phu đang niệm thần chú, mà có tới hàng trăm nghìn người. Cuối cùng thì những lá cờ cắm dưới mặt đất kia phát ra mấy tiếng phần phật đó đều lần lượt bốc cháy. Lúc ấy, Nhung Bách Đại vô cũng ngừng niệm thần chú, đứng im ở đó. Trong mơ hồ, dường như Cát Vũ đã nhìn thấy một luồng khí tức bay ra từ trên người Phượng Di. Mạch máu đỏ ngào trên mặt của Phượng Di cũng dần dần rút đi, vẻ điên cuồng và thù hận trong mắt, nhanh chóng biến mất, khôi phục lại, chút minh mẫn. Ánh mắt của nó có hơi hoảng hốt rồi lức nhìn xung quanh, cuối cùng thì tầm mắt dừng trên người Cát Vũ. Chủ nhân Phượng Di Cạt Vũ thấy vậy thì kích động Đi về phía Phượng Di Quan sát nó từ trên xuống dưới Nhìn bộ dạng này Dường như Phượng Di đã thật sự Khôi phục lại thần thức vốn có của nó Chủ nhân Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy Tại sao ta lại xuất hiện ở đây Phượng Si hơi nghi ngờ hỏi Người thực sự là không nhớ gì sao Cát Vũ không trả lời Mà hắn hỏi ngược lại Phượng Si vừa mới khôi phục thần thức, ý thức còn có chút mơ hồ. Từng hình ảnh trước đó mới chậm rãi hiện lên trong đầu nó. Nó mơ hồ như rõ lúc trước, khi đối phó với sư tỷ của âm bà Nam Cương, bị lão yêu bà kia phóng ấn lại, đưa đến một nơi nào đó. Lão yêu bà kia đã dùng đủ loại biện pháp để mà luyện hóa nó, để cho nó trở thành con số của bà ta. Thân nó là một quỷ ma, cho nên cũng rất khó để bị luyện hóa. Cuối cùng thì lão yêu bà kia cưỡng ép cho nó nuốt vào thứ gì đó. Ý thức của nó liền hoàn toàn mơ hồ. Chuyện sau đó như thế nào thì cũng không thể nhớ được nữa. Phượng Sinh nghĩ tới đây thì hơi sững sốt một chút. Ngay sau đó cứ chút bối rối rồi nói: "Chủ nhân, không phải ta đã rơi vào tay của sư tỷ âm bà Nam Cương sao? Suốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cát Vũ kiên nhẫn giải thích những chuyện trước đó Cho Phượng Di si nghe một lần nữa Làm thế nào để mà đoạt lại Phượng Di Từ trong tay lão yêu bà Dương Nguyệt Nga Và mang nó trở về đây Nghe Cát Vũ kể lại Vì muốn cướp nó từ trong tay của Dương Nguyệt Nga Mà bọn họ đã trúng phải Kế mai phục của huyết linh sáu, Còn khiến cho bọn họ bị mất liên lạc Với Trung Cẩm Lượng và Trương Nghĩ Hàm Phượng Di si vô cùng hối hận Khóc nức nở Chủ nhân Là Phượng Di si không tốt liên lụy đến ngài rồi ngài không nên cứu ta mới phải sao ngươi lại nói mấy lời ngốc nghếch như vậy chứ lúc trước ta đem ngươi phong ấn ở tụ linh tháp đã nói với ngươi là ta sẽ giúp ngươi triệt tiêu oán niệm rửa sạch tội nghiệt cuối cùng sẽ có một ngày cho ngươi quay trở lại vòng luân hồi làm gì có chuyện chỉ nói suông mà không làm chứ bây giờ ngươi đã trở về phải giúp ta tìm hai huynh đệ kia về mới được cát vũ ra sức trấn an phượng di Phượng Di gật gật đầu trình trọng nói Chủ nhân, Chủ nhân Ngài, yên, ngài tâm yên tâm đi Cho dù Chủ Phượng Di có bị hồn phi phách tán phê Cũng nhất định sẽ giúp phê Ngài phê tìm người trở về Trở về là tốt rồi Phượng si vẫn đẹp như vậy Vì cứu người trở về Hắc xa ta cũng đi qua đi lại quỷ môn quan mấy lần đấy Người cũng không cảm tạ ta tiếng nào sao Hát tiểu sắc đánh giá Phượng si từ chân xuống dưới Bồ dạng rất là háo sắc Phường xin liếc mắt nhìn hát tiểu sắc một chút Lộ ra ánh mắt sắc bén hắc tiểu sắc bị dọa cho run rẩy Con quỷ ma này Đúng là không phải ai cũng dám trêu chọc <laughs> Không cảm tạ thì không cảm tạ Người chừng mắt với ta làm gì chứ Đúng là dọa người qua đi Hát tiểu sắc cười cười Chế trá mà nói Được rồi Lần này có thể giúp ngươi khôi phục lại thần thức. May mắn nhờ có vị Nhung Bách Đại Phu của ngũ độc trại này. Ngươi nên cảm tạ ông ấy mới đúng. Cát Phúc quay đầu nhìn về phía Nhung Bách Đại Phu mà nói. Nhung Bách Đại Phu giúp Phượng Di khôi phục lại thần thức. Tiêu hao rất nhiều linh lực. Giờ phút này, đang được tống bộc đồng đỡ, ngồi trên một tảng đá bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên mặt cũng không ngừng rơi xuống. Phượng Si chợt bay về phía Nhung Bách Đại Vu, hành lễ một cách kỳ quái với nhung bách đại phu cung kính rồi nói đa tạ nhung bách đại phu nhung bách đại phu khuất khoát tay nhìn về hướng cát vũ rồi nói cát vũ à nói thật cho ngươi biết nếu không phải ngươi cứu đổ như tiểu đồng của ta còn bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta lải nhải về chuyện này thì ngay cả sư phụ của ngươi tới đây la phụ cũng sẽ không thi triển loại vu thuật này để mà giúp nó khôi phục thần thức đâu Thực sự là quá mức tiêu hao tu vi Huống hồ lại là Lúc lão phù cưỡng ép xuất quan Trên người Vốn đang có tổn thương Cát vũ cảm kích nhìn tống mộc đồng một cái Tống mộc đồng lại đỏ mặt Cúi đầu xuống Đa tạ đại vu Lần này ngài giúp ta Đại ân này ngàn lời cảm tạ cũng không đủ Sau này ngũ độc trại có chuyện gì Cần đến cát vũ ta Nhưng bách đại vu cứ việc nói Cạt vũ tuyệt đối không dám từ chối Cạt vũ chắp tay rồi nói Được Những lời này Người nhớ kỹ là tốt rồi Sau này nhất định sẽ có lúc cần tới ngươi Sừng một chút Nhung Bách Đại Phu lại có chút chán nản, Phất phất tay áo rồi nói Các người đi đi Để cho Lão Phu thở một chút Thứ cho Lão Phu không thể Tiến đi xa được Cạt Vũ và Hắc Tiểu Sắc Cũng không dám quấy dậy thêm nữa sau khi hành lễ với nhung bách đại phu họ liền được tấm mộc đồng dẫn đi ra ngoài sau khi bọn họ đi được một đoạn cát vũ quay đầu lại nhìn phát hiện nhung bách đại phu vẫn còn ngồi ở chỗ cũ một mình có chút cảm giác thê lương tiêu điều vì giúp phượng di khôi phục thần thức đích thực là nhung bách đại phu đã tiêu hao không ít linh lực tấm mộc đồng đưa bọn họ ra khỏi cấm địa một lần nữa đi vào trong làng sử đường cát vũ thu hồi phượng di trở lại tụ linh tháp đương nhiên tâm trạng rất là tốt mặc dù chuyến đi này có chút gập gành nhưng cuối cùng cũng không uổng phí phượng di khôi phục lại thần thức thực lực của cát vũ lại tăng cường thêm vài phần khi bọn họ đến trại trời đã rất tối tấm mộc đồng có ý muốn bảo cát vũ và hắc Tiểu sắc ở lại trong trại một đêm sáng sớm ngày mai hăng rời đi nhưng sau khi chuyện này được giải quyết xong xuôi Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Đó chính là tìm kiếm Trung Cẩm Lượng và Trương y Hàm đang mất tích. Chuyện này không thể chậm trễ được. Trước khi đến, Cát Vũ đã thông báo cho đại quản sa kim của Vạn La Tông nghĩ biện pháp giúp đỡ. Mà điện thoại di động trong ngũ độc trại này hoàn toàn không có tín hiệu. Cho dù bên Vạn La Tông có tin tức cũng không thể nào liên lạc được với bọn họ. Chính vì thế mà Cát Vũ khéo léo từ chối lời mời của Tống Bộc Đồng bọn họ liền phải rời khỏi ngũ độc trại ngay trong đêm, dự định sẽ quay về giang thành. Bầu dạng của tống mộc đồng có chút lưu luyến không muốn rời, nhưng cũng không thể chậm chế chuyện của cát vũ được. Sau khi trở lại ngũ độc trại, họ liền gọi lao sư, tống mộc đồng đưa ba người bọn họ ra khỏi ngũ độc trại. Cuối cùng thì cũng phải chia tay. Khi tống mộc đồng còn muốn đưa thêm một đoạn đường nữa, cát vũ dừng bước rồi nói: Tiểu đồng cô hãy trở về đi trên người cô vẫn còn vết thương chúng ta sau này nhất định sẽ gặp lại nhau tấm mộc đồng gật gật đầu sau đó nói tiểu vũ ca hoàn nghênh người đến ngũ độc trại sau này có cần ta hỗ trợ việc gì người có thể liên lạc với ta ta có một món quà nhỏ tặng cho ngươi nói xong tấm mộc đồng đưa tay ra trong lòng bàn tay có một con bò sát to bằng móng tay Thoáng một cái đã đặt vào tay của Cát Vũ Chờ Cát Vũ nhìn kỹ Con bò sắt kia đã nhanh chóng thầm thấu vào lòng bàn tay của Cát Vũ Làm cho Cát Vũ giật nảy mình Hát tiểu sắc thật sự Đã bị loại cổ trùng này dọa sợ Hắn ta vội vàng nói Ta nói này tiểu đồng Cô không thể hạ cổ với tiểu vũ được chứ Ta nghe nói Nếu tử bên các ngươi Nếu như nhìn thấy tình lang nào mà vừa ý mình Thì sẽ hạ cổ tình với hắn ta về sau nam tử kia sẽ một lòng một dạ Đối với người đó Chỉ cần có chút trần trừ thôi cổ độc sẽ phát tác Kết cục sẽ phải chịu đựng Cơn đau thấu xương Tống Mộc Đồng trợn mắt nhìn Hắc Tiểu Sắc một cái Sắc mặt đỏ ửng lên Tức giận nói Hắc ca Người nói bậy bạ cái gì vậy chứ Ta đưa cho Cát Vũ là một loại giải cổ trùng Chỉ cần không phải là cổ độc Quá mức bá đạo gì Giải cổ trùng này có thể giải được hết nếu như gặp phải nguy hiểm gì Có thể phóng thích cổ trùng này ra Ta ở bên này sẽ có cảm ứng Đây cũng là một loại linh cổ Nhưng tính công kích không mạnh Là do chính tay ta luyện ra đó Ôi chao Trái tim đau khổ của ta Vì cái gì mà tiểu vũ lại có loại giải cổ trùng Còn người đáng thương như ta thì không có chứ Người nhìn xem Hakata Kém tiểu vũ chỗ nào Chỉ là do không chiếm được trái tim của mỹ nữ Bị cổ trùng cắn nhiều nhất Bị khổ nhiều nhất Vì cái gì bị thương hết lần này tới lần khác đều là ta Đúng là không có thiên lý mà Hắc tiểu sắc làm ra bộ dạng đau khổ Lấy tay đấm vào ngực mình Chân thì dậm xuống đất Làm cho người ta không nhịn được mà bật cười Cát vũ nhìn bộ dạng này của anh ta Cũng không thể làm gì được Hắn khoát tay sổ nói Tiểu đồng Đừng có để hắn ta ở chỗ này ra vẻ đau khổ nữa Cô hãy đem cổ trùng qua choán đi Tống Bộc Đồng nhìn thấy vẻ mặt này của Hắc Tiểu Sắc Cũng vừa tức giận vừa buồn cười Nhưng nhiều nhất vẫn là cứ chút thẹn thùng Trong lòng nghĩ có phải Mình thể hiện quá rõ ràng rồi không Cô đỏ mặt đứng ở nơi đó Cũng không biết phải nói gì Tiểu Vũ à Ngươi đừng có như vậy Đây chỉ là tín vật định tình mà Tiểu Đồng muốn tặng cho ngươi Cổ trùng này tuy rằng nhỏ Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây trước là một loại bảo bối Nó vẫn là một loại linh cổ Không chừng là bảo bối mà người ta bồi dưỡng nhiều năm Ta đây không dám nhận đâu Hắc Tiểu sắc không ngừng lướt mắt ra hiệu với Cát Vũ Từ đầu tới giờ Hắc tiểu sắc không hề nghiêm túc Hắn ta nói hết câu này tới câu khác Điều đó đã làm cho Tống Mộc Đồng và Cát Vũ Đều có chút xấu hổ Tống Mộc Đồng thì đỡ hơn Tính cách vốn đã mạnh mẽ còn Cát Vũ thì tay chân có phần luống cuống. Sau đó, Tống Mộc Đồng không để ý tới lời của Hắc Tiểu Sắc, chỉ dặn dò Cát Vũ rằng: "Loại giải cổ trùng này là do ta tự mình dùng rất nhiều cổ trùng dung hợp lại, ở bên cạnh ta cũng 7, 8 năm rồi. Đối với ta mà nói, nó cũng không có nhiều tác dụng, nhưng người cứ mang theo trên người, Nó không chừng có thể dùng được đấy. Nó ở trong cơ thể của ngươi, cho nên ngươi cứ thử giao tiếp với nó đi." Sau một thời gian, nó sẽ nhận định ngươi là chủ nhân của nó. Nó rất là thông minh, ngoài trừ có thể giải cổ cho người khác ra, cũng có thể dễ dàng hạ cổ người khác. Nhưng cũng không chí mạng, sau này ngươi cứ từ từ mà cảm nhận, coi như là ta báo đáp ngươi vì đã cứu ta một mạng. Sứt lời, đôi mắt đen láy xinh đẹp của Tống Mộc Đồng chuyển sang nơi khác, nhìn về phía Hắc Tiểu Sắc rồi nói: "Hắc ca, ta đưa Vũ ca giải cổ trùng này cũng coi như là tặng ngươi hai người đều ở cùng một chỗ sau này nếu ngươi trúng cổ trùng gì không quá lợi hại vũ ca đương nhiên sẽ không thể thấy chết mà không cứu quay đái ngô này đúng là không giống nhau trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác khó chịu đây này hay là cô giới thiệu cho ta một tiểu muội tộc mưu làm vợ đi hắc tiểu sắc cười xấu xí rồi nói ai mà biết được tống bầu đồng lại đồng ý ngay lập tức được, bây giờ ngươi có thể theo ta về. Nhìn chúng cô gái nào trong trại, ta sẽ liền tác hợp cho ngươi. Người có tu vi như ngươi thì khẳng định các nữ trong trại sẽ rất là thích. Nhưng chỉ cần các nữ tử đã chọn ngươi thì chắc chắn sẽ không cho ngươi rời đi. Ngươi phải ở trong trại chăm sóc cô ấy cả đời. Nếu dám đối xử không tốt hoặc làm cái gì có lỗi với cô ấy, cô ấy sẽ hạ cổ với ngươi, nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Tống Mộc Đồng còn cười xấu xa với Hắc Tiểu Sắc. Bây giờ, Hắc Tiểu Sắc vừa nghe đến chữ cổ thì cả người đều nổi cả da gà. Với loại tâm tính này của hắn ta, cũng không thể vì một nữ nhân mà ở lại trại này cả đời không ra ngoài được. Chính vì thế mà hắn vội vàng xua tay rồi nói: "Đừng đừng đừng, vẫn là bỏ đi. Hắc Ca ta vẫn còn muốn sống ở thế giới phồn hoa bên ngoài, vẫn chưa tới lúc suy nghĩ nhiều như vậy." Chờ ngày nào đó ta cảm thấy cuộc sống không còn hứng thú nữa Thì lúc đó sẽ đến trại của cô cũng không muộn Mấy người tan cấu vài câu Sắc trời cũng ngày càng muộn Tống Mộc Đồng tuy rằng có chút không nỡ để cắt vũ rời đi Nhưng chung quy bọn họ vẫn phải đi Ba người tử biệt nhau Hai người xoay lưng rời đi Khi đã đi rất xa rồi Hai người quay đầu lại nhìn Phát hiện Tống Mộc Đồng vẫn đứng ở chỗ cũ và đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Lúc này, Hắc Tiểu Sắc lại thở dài ra một tiếng, nhìn về phía Cát Vũ rồi nói: Ê đúng là nghiệp chướng mà." "Sao vậy Hắc ca?" Vừa thấy Cát Vũ đã lỡ cả đời, "Ngươi thử nói xem, rốt cuộc ngươi muốn gây họa với bao nhiêu cô gái nữa hả? Xem ra tấm mộc đồng này yêu ngươi thật rồi." Càng đào thì có tô mạn thanh Giang Thành thì có Trần Trạch San và Lôi Thiên Kiều Còn có một xương Phạm ở Hàn Quốc Hiện tại ngũ độc trại Lại có thêm một cô Tống Mộc Đồng Nhớ mãi người không quên Nhiều cô gái như vậy Người nào cũng rất là xinh đẹp Người thử nói xem Tại sao Hắc Ta lại không có vận khí tốt như người được chứ Cho dù có một cô gái xinh đẹp như vậy yêu ta Ta cũng thỏa mãn lắm rồi đấy Hắc Tiểu Sắc ngửa mặt lên trời Thở dài nói Hắc Ca Ngươi đừng có nói nhảm nữa Ta cũng không có bất kỳ ý gì đối với Tống Mộc Đồng Lần này tìm tới cô ấy Chính là muốn khôi phục lại thần thức cho Phượng Di Cứu cô ấy cũng là chuyện bất đắc sĩ phải làm Nếu như cô ấy chết Thì khẳng định Phượng Di cũng không được cứu Cát Vũ giải thích Thôi được rồi được rồi Tiểu thử ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì Đối với Tống Mộc Đồng sao Vậy ngươi còn nhận giải của trùng Của người ta làm gì chứ Ta thấy ngươi đúng là một tên háo sắc mà Hắc tiểu sắc lại liếc mắt nhìn Cát Vũ một cái rồi nói Hắc cả à, Ta thực sự không có bất kỳ ý gì Đối với cô Tống Cô Tống chính là thanh nữ của ngũ độc trại Trước 30 tuổi Không thể nào ở cùng bất kỳ nam nhân nào khác Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều Cát Vũ vừa đi vừa nói Thật ra thì ta cảm thấy Cô Tống này rất là tốt Cho dù đợi đến 30 tuổi Cũng là một đại mi nữ Một chút cũng không thiệt thòi nếu là ta Ta đợi đến khi cô ấy 30 tuổi cũng không thành vấn đề gì Lão rửa một bên bẹt nói Lão sư Người đừng có mà Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga Người cũng xứng sao Hắc tiểu sắc vô vai của lão sư mà nói Màn đêm đen như mực Ba người bước đi vội vàng Đi bộ 3-4 giờ Mới thấy được một vài người địa phương Đứng hút thuốc Lúc tới nơi này, lão dư liền đề nghị tách khỏi bọn họ. Hắn ta còn muốn trở về phụng mệnh với Vạn La tông. Lúc lão dư đi, Cát Vũ còn xin lão dư số tài khoản thẻ ngân hàng sẽ chuyển 10 nghìn tệ vào trong tài khoản của hắn ta như đã hứa. Lão sư tất nhiên là rất vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Cùng bọn họ đi một chuyến tới Ngũ Độc trại, lo lắng sợ hãi, còn bị người ta đánh đập một trận. Số tiền này hắn ta nhận cũng là rất xứng đáng. Sau khi lão sư rời đi, hai người tiếp tục đi dọc đường núi tiến về phía trước. Đi tới một con đường, dừng chân đợi một lát rồi chặn một chiếc xe lại, đưa cho tài xế 1000 tệ để đưa bọn họ tới sân bay gần nhất. Hai người cứ quay về sang thành trước, mọi chuyện tính sau. Tuy rằng thời gian có hơi muộn, Cát Vũ vẫn gọi điện thoại cho Kim Mạn Tử để báo bình an còn tiện hỏi một chút về hành tung của mấy người Lý Man Thiên. Bây giờ chuyện của Phương Sĩ si đã được giải quyết xong, còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ, chính là đi tìm tung tích của Trung Cẩm Lượng và Trương Nghi Hàm. Chuyện này cũng có chút phiền toái, đầu tiên phải tìm Bạch Triển, sau đó lại hỏi thăm tung tích của Vô Vi chân nhân. Dù sao thì Bạch Triển cũng là đồ tôn của Vô Vi chân nhân, có lẽ hắn ta sẽ biết Vô Vi chân nhân đang ở chỗ nào cũng chỉ có vô vi chân nhân mới biết làm thế nào để mà tiến vào trong không gian kia tuy nhiên tin tức nhận được từ kim màn tử lại khiến cho bọn họ một lần nữa hơi thất vọng kim màn tử cũng đang cố gắng liên lạc với lý ban Tiên hoặc là bạch triển nhưng vẫn không thể nào liên lạc được ngay từ đầu chỉ có một mình ngô kiểu âm mất tích lần này thì hay rồi không chỉ không tìm thấy ngô kiểu âm mà ngay cả kiểu sông hóa lý bạch cũng biến mất theo kiểu dương hoa ly bạch là tổ hợp mạnh nhất trong giới tu hành hoa hạ. Tuy không có sự chống đỡ của Ngô Kiều Âm, nhưng có sự hiện diện của Hoa Hòa Thượng cùng với Chu Nhất Dương cũng đủ để chống đỡ một mảng trời. Nói mấy người bọn họ xảy ra chuyện thực sự là Cát Vũ không thể tiếp nhận được. Dường như Cát Vũ người thấy một chút âm mưu từ những manh mối này. Có phải bên huyết linh lao tổ lại làm ra âm mưu quỷ kế gì đó? Xuóng truyền của Ngô Kiều Âm dẫn dụ nhóm người Lý Ban Thiên, sau đó đánh bại từng người một. Nếu không thì tại sao lại mất liên lạc với Lý Ban Thiên và cả Bạch Triển? Sau khi Ngô Kiều Âm đột nhiên mất tích, dường như rất nhiều chuyện đều phát triển theo một hướng không thể khống chế được. Hiện giờ, về cơ bản đây là thời điểm sức chiến đấu của mấy người bọn họ yếu nhất. Không có Ngô Kiều Âm làm trụ cột, Kiều Dương Hoa Lý Bạch liền mất đi sức chiến đấu cường đại Nói không chừng huyết linh sáo thực sự sẽ xuống tay với mấy người Lý Ban Tiên. Mà trước đó ở núi Lục Bàn, đám người giáo sư lưu đã âm mưu lừa nhóm người Cát Vũ một phen, cho nên mới khiến cho Trương Hàm và Trung Cẩm Lượng mất tích. Từ chuyện trước đó cho thấy, từ sau khi Ngô Kiểu Âm không hiểu vì sao mà mất tích, người của huyết linh sáo thực sự đã có dục dịch. Nói không chừng, khi đối phó bọn họ thì bọn chúng cũng đã xuống tay với Lý Ban Tiên và những người khác dù sao thì năm đó ở đảo Thần Long, Huyết Linh lão tổ đã cứu ra hơn 10 con đại yêu. Đó chính là sự tồn tại khủng bố giống như phi thiên la sát. Ngoài trừ những đại yêu đỉnh cấp đáng sợ này ra, còn có rất nhiều tà ma quanh năm bị giam giữ ở đảo Thần Long, đều là thực lực ẩn giấu của Huyết Linh giáo. Mười mấy con đại yêu ngàn năm, cho đến bây giờ mới bị giết có 3 con. Huyết Linh lão tổ vẫn còn có thực lực đủ cường đại để mà chiến đấu với bọn họ, mà Ngô Kiều Âm lại không có ở đây. Lúc trước Khuyết Linh lao tổ, trốn ra khỏi Đảo Thần Long, đã đốt một trận lưỡng bại câu thương với Tiểu Thiên. Thương Thế còn chưa khôi phục lại, vậy mà lại dẫn người xuất hiện ở Phái hàng Sơn, muốn một lần quét sạch thiên hạ, mát đạp giang hồ, kết quả lại bị mấy người Ngô Kiều Âm liên thủ đánh cho trọng thương một lần nữa. Không biết hiện tại Thương Thế đã khá hơn chưa? Hắn cùng đại quản gia Kim nói chuyện vài câu, vẫn không tìm ra được nguyên nhân gì. Đại quản gia Kim chỉ nói là vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của Kiều Dương Hoa Lý Bạch. Hơn nữa còn nhắc nhở mấy người cát vũ cẩn thận một chút, luôn cảm thấy giang hồ gần đây không yên ổn cho lắm. Tôi hôm đó, bọn nọ rời ngũ độc trại, đến sân bay gần nhất, quay trở lại Giang Thành ngay trong đêm. Sau khi trở về, hai người quay lại căn nhà mà Cát Vũ đã thuê và cùng nhau nghỉ ngơi. Bây giờ với tình hình này, bọn họ cần phải ở bên nhau mỗi ngày, cũng chỉ có hai người bọn họ, càng không dám tách xa Về phần Lê Trải Kiếm, ở phía đông của tỉnh Quảng Đông, bên đó có thực lực của nhà cường chiếu cố, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi trở về, Cát Vũ ở lại đảo sang thành vài ngày, chủ yếu là do hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chờ tin tức từ bên Vạn La tông tìm được Bạch Triển hoặc trực tiếp tìm được Vô Vi chân nhân, bằng không cũng không có cách nào khác. Nhưng trong khoảng thời gian này, Cát Vũ cũng không có nhàn rỗi. Mấy đại yêu trong tụ linh tháp hầu như mỗi con đều bị thương. Khoảng thời gian này vừa vặn cho chúng một đoạn thời gian để mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay cả thần thu nhai tí khi ở ngũ độc trại cũng đã bị thương không nhẹ. Còn một cái nữa, lúc rời khỏi ngũ độc trại, Tống Mộc Đồng cho hắn một con tiểu cổ trùng, đó chính là linh cổ mà Tống Mộc Đồng tự mình luyện hóa, gọi là giải cổ trùng. Thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi này, hắn có thể giao tiếp với giải cổ trùng, xem có thể không chết được nó hay không. Dù sao thứ này trước kia ở bên cạnh Tống Mộc Đồng nhiều năm như vậy, là vật có linh tính, muốn cho nó đổi chủ nhân, khẳng định là trong lúc nhất thời sẽ không thể tiếp nhận được. Khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Cát Vũ liền thử điều động linh lực Xem có thể không chế được con giải cổ trùng này không Vào những thời khắc mấu chốt Nói không chừng vật nhỏ này Có thể cứu mạng hắn Hơn nữa còn có thể dễ dàng hạ cổ người khác Ngược lại cũng là một thứ Rất là thú vị Mấy ngày đầu Vật nhỏ kia luôn ẩn nấp trong thân thể của Cát Vũ Bất luận Cát Vũ kêu gọi nó như thế nào Nó cũng không có bất kỳ phản ứng gì Gần 4 năm ngày sau Vật nhỏ kia có thể là bị cát vũ quấy dày Cho nên có chút không kiên nhẫn được Mới từ trong lòng bàn tay của cát vũ bỏ ra ngoài Lúc đầu Khi Tống Mộc Đồng đưa vật nhỏ này cho hắn Thì hắn ta cũng không quan sát kỹ Bây giờ nó bỏ ra thì phát hiện Nó không chỉ to bằng ngón tay Mặc một đôi cánh trong suốt Nhìn giống như nhộng tầm lột da vậy Không nhúc nhích Dáng vẻ rất lười biếng Ở trên đầu còn có hai chấm đen bằng lỗ kim hẳn là đôi mắt của nó. Trông xinh xắn dễ thương, chỉ lộ ra cho thấy mặt, rồi một lần nữa lại chui vào trong thân thể của Cát Vũ. Cát Vũ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí có đôi khi có thể cảm nhận được nó đang bơi lội trong cơ thể của mình. Nhưng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào hay khó chịu nào. Ngược lại, hắn có một loại cảm giác mát mẻ sảng khoái, giống như là nó đang khơi thông kinh mạch cho hắn vậy để cho nó nhận chủ chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này Cát Phú không cần phải lo lắng làm gì. Sau một tuần ở Giang Thành, vào một buổi chiều nọ, một chiếc xe sang đột nhiên đi vào đại học Giang Thành, khiến cho nhiều người phải chú ý tới. Những chiếc xe sang hàng chục triệu tệ như vậy, ngay cả ở tỉnh Nam Giang cũng rất hiếm, chứ đừng nói gì đến Giang Thành. Khi chiếc xe dừng lại ở đại học Giang Thành, một người đàn ông trẻ với dáng vóc cân đối, nét mặt cương nghị, mặc một bộ vest thẳng tắp. Sau khi xuống xe, liền đi thẳng về phía chốt bảo vệ của trường. Ngoại hình đẹp trai của người đàn ông ngồi trên xe cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh trong trường học, khiến cho bọn họ lưu luyến nán lại nhìn hắn ta. Điều kỳ lạ chính là, người đàn ông anh tốt này sau khi xuống xe lại đi thẳng về phía chốt bảo vệ, khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Một người giàu có như vậy, Rốt cuộc là liên quan gì tới bảo vệ của trường chứ? Người này chính là con trai duy nhất của tỷ phú Lăng Tôn Hảo ở tỉnh Nam Giang, Lăng Vân. Khi anh ta cầm hai chai rượu ngon đi vào trong chốt bảo vệ, Cạt Vũ đang đặt hai chân lên bàn, nhắm mắt trêu đùa với con giải của chúng kia. Sư phụ, ngài đang nghỉ ngơi sao? Sau khi Lăng Vân vào phòng, khuôn mặt vốn đang cương nghị cũng nhanh chóng hiện ra một nụ cười nịnh nọt. Thật cẩn thận, mà tiến tới bên cạnh Cát Vũ. Lúc này, Cát Vũ mới mở mắt, nhìn Lăng Vân một cái rồi nói. Đã lâu không gặp rồi, dạo này người bận rộn chuyện gì sao? Sư phụ à, muốn gặp ngài thực đúng là khó khăn. Ta tới mấy lần cũng không có gặp ngài, chỉ là muốn đưa cho ngài hai bình rượu ngon. Ngài rảnh rỗi thì có thể nếm thử nha. Nói xong, Lăng Vân đặt hai chai rượu bên cạnh Cát Vũ Tên này biết Cát Vũ thích uống rượu Hơn nữa chỉ uống rượu ngon Cho nên đã mang hai chai rượu có ít nhất 30 năm tuổi Cho Cát Vũ Rượu được bảo quản tốt trong hầm Có thể ngửi được mùi thơm của rượu Ngay cả khi chưa mở nắp Cát Vũ hấp hai mũi người người Thả chân gác trên bàn xuống Nhìn Lăng Vân rồi nói <laughs> Tiền nhóc nhà ngươi tìm ta Chắc chắn là có chuyện Nếu không sẽ không ân cần như vậy Nói đi, Suốt cuộc thì có chuyện gì Nếu không ta sẽ không dám uống rượu này Sư phụ à Ngài xem ngài nói kìa Ngài chính là sư phụ của ta Đồ đệ hiếu kính sư phụ là điều nên làm mà Làm gì có chuyện ta tìm ngài Để mà nhờ vả chứ Lăng Vân cười khổ rồi nói Ây da Vậy được rồi Nếu không có chuyện gì Thì để rượu đó rồi về đi Ta còn có chuyện phải làm Dứt lời Cát Phu vươn vai đứng dậy làm bộ sắp ra khỏi chốt bảo vệ, Lăng Vân vội vàng đi tới, nắm lấy cánh tay của Cát Vũ rồi cười nói: <cười> "Sư phụ à, thực ra không có chuyện gì, cha ta ấy mà đã lâu không gặp ngài, nghe nói ngài đã về, cho nên mới bảo ta đến đây đón ngài về nhà chơi, ăn bữa cơm rau dưa. Chỉ có chuyện này thôi sao?" Cát Vũ thắc mắc hỏi: "Dạ vâng, chỉ có chuyện này thôi. Ngài có đi không ạ?" Lăng Vân bèn đáp. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đi một chuyến cũng chẳng sao cả. Nhưng Cát Vũ lại cảm thấy Lăng Vân sẽ không đơn giản tìm mình chỉ về mấy chuyện vặt vãnh này, nhất là Lăng Tôn Hào đã mở miệng, có lẽ là có chuyện, nhưng lại không dám mở miệng. Cát Vũ do dự một lúc, sau đó bèn nói: "Được rồi, ta cũng đã lâu không gặp cha của ngươi, ta đi một chuyến, để ta kêu Hắc Ca đi cùng." Hắc Tiểu Sắc đang đi dạo trong khuôn viên trường, ngắm nhìn các người đẹp thì nhận được điện thoại của Cát Vũ. Nghe nói sắp có một bữa ăn thịnh soạn, hắn ta đã ba chân bốn cẳng chạy về, leo lên chiếc xe của Lăng Vân, chạy thẳng đến thành phố Thiên Nam. Cát Vũ đã từng đến nhà của Lăng Vân một lần. Đó là một biệt thự độc lập ở lưng chừng núi. Khi Lăng Vân chở hai người bọn họ đến cổng biệt thự, Lăng Tôn Nào đã đích thân chào đón bọn họ ở cổng khi họ vừa bước xuống xe lăng tôn nào đã tiến tới nắm lấy cánh tay của cát vũ niềm nở chào hỏi <laughs> khách quý khách quý đã lâu lắm rồi các đại sư không đến nhà ta chơi trong nhà có một ít rượu nhạt Tối nay sư không say không về dù nói thế nào thì ngài cũng là sư phụ của lăng vân phải thường xuyên tới nhà chơi mới phải chứ trong lòng cát vũ cũng rất nhiều buồn phiền đối với lăng vân mà nói Cát Vũ chỉ dạy cho anh ta một số công phu quyền cước, chứ không truyền thụ pháp môn tu hành của phái Mao Sơn. Nguyên nhân chính là Cát Vũ cảm thấy tu vi của mình không đủ. Hơn nữa sư phụ của mình vẫn còn sống. Nếu phải thu nhận đồ đệ thì cũng phải xem sư phụ có đồng ý hay không. Và lại, không phải đồ đệ của Mao Sơn có thể tùy tiện thu nhận như vậy được. Nhưng tên nhóc Lăng Vân này suốt ngày gọi hắn ta là sư phụ. Hễ gặp ai là hắn ta sẽ nói Cát Vũ chính là sư phụ của mình. Tùy Cát Vũ đã nói rất nhiều lần, nhưng Lăng Vân vẫn không sửa. Cát Vũ cũng lười sau đó chuyện này. Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc cũng đã có một cuộc trò chuyện ấm áp với Lăng Tuân Hào. Sau đó theo ông ta vào đại sảnh sa hoa bên trong biệt thự. Sau khi tiến vào bên trong, mọi người ngồi vào chỗ dành cho khách và chủ nhà. Người giúp việc bưng trà lên. Sau một hồi hàn huyên, Lăng Tuân Hào bèn nói: các đại sư à Thực là không dám dâu diếm Lần này ta mời ngài tới đây Bởi vì ta muốn nhờ ngài giúp ta một việc Gần đây ta mua được một món đồ Là một chân vật có thể thay đổi phong thủy Gia tăng tài phận Được một người bạn giới thiệu cho ta Về phương diện này Ta cũng không, không rảnh lắm Nhưng nghe nói là một món bảo bối Chính bởi vậy Mới nhờ các đại sư đến giúp xem thử Để trong lòng ta khỏi nghi ngợi Mình đã mua hứa Cát Vũ cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì Lăng Vân đã không xung xoay đến vậy. Khi Lăng Tôn Hào nói thế đây, Cát Vũ quay đầu nhìn lại Lăng Vân, còn tên nhóc này thì lại giống như không có chuyện gì, quay đi chỗ khác, giống như là hắn ta đang ngắm nhìn phong cảnh vậy. Không ngờ mình lại bị tên tiểu tử này lừa. Nhưng trước mặt Lăng Tôn Hào, Cát Vũ không hề nói gì, hắn chỉ cười cười rồi nói. <cười> Lần tiên sinh à Ta cũng không hiểu rõ về mấy châu này lắm Có thể giúp được thì ta sẽ giúp Chuyện nhỏ thôi mà Lăng Tôn hào rất vui vẻ Và cho biết đã bảo người nhà chuẩn bị bữa tối Sau khi làm việc xong Có thể dọn bữa tối ngay Hắc tiểu sắc vun sĩ đến đây để mà ăn ké Nghe nói Phải hoàn thành công việc Rồi mới được ăn cơm Trong lòng hắn cảm thấy không vui vẻ Hắn hơi hối hận Còn không bằng ở trường học tìm đại một quán ven đường rồi ăn một tô mì thật ngon lành. Mọi người tán gẫu một hồi. Một lát sau, có ba người được quản gia dẫn vào bên trong đại sảnh. Vừa nhìn thấy những người này đi tới, Lăng Tôn nào nhanh chóng đứng dậy, đi tới chỗ của ba người bọn họ. Chào hỏi nồng nhiệt, sau đó nắm tay của một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, đi tới cái bàn phương, ngồi xuống một cái ghế làm bằng gỗ lim. Mới vừa ngồi xuống, Lăng tôn nào đã giới thiệu với Cát Vũ Cát Đại Sư à Để ta giới thiệu một chút Đây chính là bạn của ta Xếp Vương đã cùng ta làm ăn rất là nhiều lần rồi Lăng Tôn Hào nhìn người đàn ông trung niên Khoảng 50 tuổi cười nói Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu Nhìn Cát Vũ thay cho lời chào Cát Vũ khẽ mỉm cười đáp lại Thật ra thì Cát Vũ không muốn tham gia vào những chuyện lộn xộn của nhỏ Lăng hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nhưng bây giờ hắn đã ở đây, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Sau đó, Lăng Tôn Hào đã giới thiệu một người khác cho Cát Vũ, đó chính là Lâm Đại Sư. Người này khoảng 60 tuổi, mặc một bộ đồ đồng phục luyện công màu đen, với bộ râu dê và cầm hai quả óc chó trên tay. Rất có phong thái của một đại sư. Người này khiến cho Cát Vũ phải để tâm bởi vì hắn ta cảm thấy người này là một người tu hành, nhưng tu vi cũng rất bình thường, không tính là một nhân vật lợi hại gì. Với trình độ của người này, muốn tham dò tình hình bên trong của Cát Vũ là rất khó, bởi vì sự chênh lệch sức mạnh rất là lớn. Đằng sau Lâm đại sư là một người đàn ông chạc tuổi 30, người này cao to vạm vỡ, Như là biết con nhà võ, là đồ đệ của Lâm đại sư sau khi lăng Tuấn nào giới thiệu hai người với cát vũ rồi lại giới thiệu cát vũ với hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều chỉ nói rằng đây là bạn của lăng vân hiển nhiên lâm đại sư và xếp phương rất khinh thường cát vũ về phần hắc tiểu sắc ngay cả liếc mắt họ cũng không thèm nữa là mọi người tan gốc một hồi lâm đại sư lấy ra một cái hộp tinh xảo bằng gỗ đàn hương cẩn thận mở ra rồi lấy ra một vật bằng kim loại ngạo nghễ sổ nói Xếp Lăng Ngà Ngài nhìn xem Đây chính là chân vật quý báo kia Tên là Long Quy Thú Bảo vật này ban đầu được cất giữ bên trong đại điện Của Vân Đại Sơn Trên đó hương khói rất là thịnh Khách hành hương nối tiếp nhau không dứt Mà Vân Đại Sơn lại là ngôi chùa xuất hiện Lớp lớp cao tăng Mỗi ngày Long Quy Thú Được rất nhiều người quỳ lại Lại được mấy vị cao tăng ra chỉ vào Trong đó còn chứa niệm lực tột đỉnh Chính là bảo vật cắt tường chiêu tài có thể hóa tam sắt Đây chính là một bảo vật hiếm có Có thể giúp cho gia chủ tránh khỏi mọi thị phi Người thường thì không thể có được bảo vật này Cũng chỉ có xếp lăng mới có thể mua được nó Lâm Đại Sư khi ăn nói rất là khéo léo Cứ thao thao bất tuyệt Cũng có hiểu biết khá nhiều về phong thủy Lại nhìn chân vật Long Quy Thú trong ngục gỗ đàn hương Nó là một vật làm bằng kim loại to bằng 5 tay được làm rất là khéo léo và tinh xảo đầu rồng lưng sùa trông rất sống động khi cát Vũ mở thiên nhãn ra nhìn chân vật kia thấy chân mặt của nó có một luồng sáng màu vàng bao trùm thật ra thì cũng có một chút niệm lực của phật xa ngưng tụ trong đó nhưng dĩ nhiên là rất mỏng mà thôi nhưng dù gì vật này đã có từ rất lâu đời vẫn đáng giá nói không chừng có thể chiêu tài chắn tai thật nhưng Cát Vũ chỉ nhìn lướt qua thứ đó là hiểu được. Không ngờ cha con Lăng Vân lại coi tiền như rác. Đối với chấn vật mà bọn họ lấy ra, còn không tốt bằng một lá bùa giấy màu vàng do hắn ta vẽ. Tuy vậy, vì nể mặt cho nên Cát Vũ không vạch trần, cứ để xem bọn họ nói thế nào đã. Chỉ nhìn thấy Sếp Phương đeo kinh vàng, mỉm cười và nói với Lăng Tuân Hào. Ha ha ha! Sư Vương à Thành thật mà nói Ngay từ đầu ta đã nhắm trúng bảo vật này Muốn mời về nhà ta Nhưng Lâm Đại Sư nói Nghiệp này của ta không thể chấn được bảo vật này Đặt trong nhà Không những không thu hút được của cải Mà còn có thể gây ra tai họa Không có duyên với ta Ta rất thích bảo vật này Nhưng lại không có phúc hưởng Cho nên mới nhờ gài lăng mời về Vừa nói xong Sư vương cũng làm ra vẻ đau đớn vô cùng Lâm Đại Sư vẫn mang phong thái của một cao nhân Sờ sờ bộ sâu dê Nghiêm nghị nói Chắc chắn thứ này Là một chân vật phong thủy khó lường Cũng có thể gọi là pháp khí trong ngành của bọn ta Ngay cả người bình thường Cũng có thể cảm nhận được linh lực và niệm lực Ẩn chứa bên trong chân vật này Nếu Lăng Tiên Sinh không tin Có thể đặt tay lên chân vật này sở tủ xem Xem có cảm giác gì không Lăng Tôn Hào cũng là người quen gặp Gió to sóng lớn nếu không phải vật thường thì cũng sẽ không lọt vào tầm mắt. Lúc này ông ta đưa tay qua, đặt lên long quy thú, vừa mới đặt lên được một lát, cả người Lăng Tôn Hào lập tức căng thẳng, trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Một lúc sau, Lăng Tôn Hào run rẩy rút tay về, kích động rồi nói: "Ta có phải vừa rồi ta bị ảo giác không?" Tại sao ta vừa đặt tay lên Long Quy Thú, bên tai lại văng vẳng tiếng tụng kinh vậy chứ lâm đại sư và xếp phương nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý rồi lâm đại sư bèn nói <laughs> đúng vậy đây chính là chỗ chân quý của báu vật này đã dung hòa với rất nhiều niệm lực của cao tăng nhận vô số hương khói cho nên mới có được thần thông như vậy lăng tiên sinh à ngài nói từ xem đây có được tính là bảo vật không Lăng Tôn Hào bị hai người này làm cho sững sốt. Thật ra Cát Vũ cũng có thể nhìn ra được, chân vật Long Quy Thú này cũng có chút đạo môn, nhưng cũng không tới mức thần thông như bọn họ nói. Nếu bán đến Vạn La Tông, có lẽ không chỉ được chừng mấy chục ngàn tệ, không tính là vật thần kỳ gì. Hắc Tiểu Sắc vẫn luôn cảm thấy buồn chán nãy giờ, thế mà dường như rất là thích thú với thứ này. Tên này đã xuống núi với thời gian ngang bằng Cát Vũ, cũng là người đã va chạm nhiều chỉ cần liếc mắt đã nhận ra lâm đại sư và xếp phương đang bày kế với lăng tuân hào hắc tiểu sắc lập tức nhìn về phía lâm đại sư nói. cười nói quả nhiên là vật tốt các ngươi từ xa đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì ta rất muốn biết các ngươi định bán cái này bao nhiêu tiền <laughs> vừa rồi nhìn vị tiểu huynh đệ này là biết Người có mắt xem hàng rồi Nhưng có cái gọi là Đầu cơ tích chữ Thứ này chính là một báu vật Nên mặt xếp vương Ta cũng sẽ không đòi nhiều Còn số này thôi Nói rồi Lâm Đại Sư giơ hai ngón tay lên trước mặt của Lăng tuân Hào Hắc tiểu sắc lập tức hét lên Hai mươi nghìn sau Không tệ không tệ Giá cả này rất là hợp lý Lâm Đại Sư đúng là rất nề mặt xếp Lăng hai mươi nghìn đã mua được một món bảo bối thế này, chắc chắn xếp lăng lời rồi. Ta còn chưa ăn cơm nữa kìa. Vậy thì, lăng vân à, mau đi lấy hai mươi nghìn đưa cho vị đại sư này đi, bảo ta sẽ không tiễn bước nữa. Ta đói lắm rồi đấy. Hắc tiểu sắc đứng dậy, vỗ tay và không ngừng nháy mắt với lăng vân. Lăng vân lập tức liếc nhìn hắc tiểu sắc với vẻ mặt đầy khinh thường. Cái gì mà hai mươi nghìn đùa sao? một món đồ có giá 20.000 thì nhà Lăng còn lâu mới cho vào cửa. Hắc Tiểu Sắc vừa thốt lên một cái, Lâm đại sư và Siêu Vương cũng sững sốt. Ngay cả Lăng tôn Hào đang ngồi đó cũng không biết phải làm gì. Chỉ có Cát Vũ đứng ở đó, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Thầm nghĩ, sắp có trò hay để mà xem rồi. Lâm đại sư sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt lập tức tối sầm lại, Hư lạnh rồi nói: <laughs> Lăng tiên sinh Bạn của ngài làm cái gì vậy Không phải tới đây gây sự đây chứ Lăng tôn nào xấu hổ Cười cười nói <cười> Lâm đại sư à Ngươi đừng có hiểu lầm Bạn của ta tới chơi mà thôi Ngươi đừng có để trong lòng làm gì Dứt lời Lăng tôn nào đưa mắt nhìn Cát Vũ đang ngồi đó mỉm cười Có ý để cho Cát Vũ quyết định xem thứ này Đáng xa bao nhiêu Cát Vũ ho khan một tiếng Nhìn Lâm Đại Sư rồi nói Lâm Đại Sư à Người đưa hai ngón tay ra Là 200 triệu hay là 2 triệu vậy Nghe Cát Vũ hỏi như vậy Lâm Đại Sư thực sự Muốn nhộp một ngụm nước máu vào mặt Cát Vũ Nhưng ông ta vẫn cố gắng kìm nén sự tức giận rồi nói Thứ trần quý như thế này Ai biết nhìn hàng là phân biệt được ngay Ta sẽ không nói nhiều 20 triệu không bớt một xu Nghe Lâm Đại Sư báo giá Hắc Tiểu Sắc cất tiếng cười to. Phải nói đúng ra là bò ra mà cười, giống như vừa rồi nghe được một câu chuyện nực cười nhất từ trước tới giờ. Chàng cười của hắn ta lập tức khiến cho Lâm Đại Sư và Xếp Vương đang đứng ngay bên cạnh thay đổi sắc mặt. Hắc Tiểu Sắc cười một lúc lâu mới dừng lại được. Chân của hắn không ngừng đong đưa, cả lơ phất phơ rồi nói: <laughs> "Lâm Đại Sư, Ngài đang nói dẫn với bọn ta sao Cái thứ rách nát này Mà ngài cũng dám há mồm đòi hai chục triệu Đúng là công phu sư tử ngoạm Cũng không sợ gió lớn Thổi bay người ư Nói khoác mà không biết ngượng mồm <laughs> Đúng là cười chết ta rồi Cái thứ này của ngươi Nói thật nha Cho ngươi một trăm vạn Ngươi cũng không lỗ Ai lại mở miệng ra đòi tận hai chục triệu cơ chứ Làm gì có đạo lý như vậy Cho dù lăng tiên sinh đây Có rất nhiều tiền cũng không thể để cho các ngươi Coi tiền như sắc phải không Bị hắc tiểu sắc vạch trần gốc gác Không chút lưu tình Lâm đại sư tiện quá hóa giận Vỗ mạnh lên bàn đứng bật dậy Nhìn hắc tiểu sắc gần từng chữ sổ nói Người Rốt cuộc là ai Nơi này có chỗ cho ngươi Nói chuyện hay sao Một tên vô danh tiểu tốt Không biết tới từ đâu mà lại dám mở miệng Bình phẩm món đồ bảo bối của Lão Phu Người chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi Có thể nhận ra bà bố này hay sao Ây da Lão nhân này đúng là không biết xấu hổ Càng nói càng hăng Bất cứ đồ vật nào mà ta tiện tay lấy ra Còn đáng giá hơn cả thứ đồ chơi này của ngươi Còn không biết xấu hổ Mà khơi khoáng trước mặt của Hắc Gia Ta Hắc Tiểu Sắc cười lạnh một tiếng rồi nói Lúc này Lâm Đại Sư và Xếp Phương Cũng đứng bật dậy Lạnh mặt nói với lăng Tuấn hào bên cạnh sếp lăng à ngài đây là có ý gì chúng ta dù sao cũng là bằng hữu bao nhiêu năm rồi ta tốt bụng đưa lâm đại sư tới hai người này lại dám lăng nhục lâm đại sư ngài phải biết rằng lâm đại sư là đại sư nổi danh nhất toàn bộ nam giang này người bình thường muốn tới mặt cũng rất là khó rồi nếu ngàn muốn đuổi chúng ta thì cứ nói thẳng đi cớ sao lại để cho hai người này đối xử với chúng ta như vậy chứ Lăng Tôn Hào cũng không ngờ, hát tiểu sắc lại không để cho Lâm Đại Sư một chút thể diện nào. Ông ta vội vàng đứng lên giảng hòa rồi cười nói, <cười> Sư Vương à, xin lỗi, hai vị bằng hữu này của ta khá là am hiểu về môn đạo, cho nên ta mới mời họ đi giúp ta xem thử. Hai vị bằng hữu này đều là cao nhân lãnh sự đời, cho nên khi nói chuyện khó tránh khỏi việc có chút không xuôi tay. Không đợi cho Lăng Tôn Hào nói hết câu, Lâm đại sư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cười như không cười nói. <cười> xem ra hai vị bản hữu này cũng là đồng đạo của ta. Nếu là người mà Lăng tiên sinh mời tới, thì chắc chắn bọn họ phải là người có bản lĩnh. Lâm Mộ rất muốn thỉnh giáo hai vị, xem thử xem thực sự có phải là cao nhân thế ngoại hay không. Chẳng hắn đứng ở phía sau Lâm đại sư, đã sớm nhìn hai người cát vũ và hắc tiểu sắc không thuận mắt nếu không phải kiêng kỵ Lăng Tuấn Hào Hắn ta đã sớm xông lên đánh cho hắn tiểu sắc một trận tơi bời Bây giờ nghe thấy sư phụ của mình nói vậy Hắn lập tức tiến lên rồi nói Sư phụ Giết cả không cần sùng đến ra Bộ Châu Chuyện này cứ giao cho Đồ Nhi đi Đồ Nhi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này Êm đẹp cho mà xem Thôi thôi các vị Bình tĩnh đi nào Hai bên đừng có tổn thương hỏa khí Lăng Tuấn Hào thấy vậy thì tiếp tục đứng ra làm người hòa giải không ngờ Hắc tiểu sắc lại với vây tay sổ nói ây ra lăng tiên sinh người không cần phải cản hắn làm gì nếu hắn đã muốn bị đánh ta đây không ngại sao huấn hắn một chút để cho bọn họ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng thiên ngoại hiếu thiên lúc nói ra những lời này Hắc tiểu sắc vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ đỏ như cũ ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc đến thầy trò hai người kia Tên đồ đệ của Lâm đại sư đã sớm không thể nhịn được cơn tức, bật dậy lao về phía Hắc Tiểu Sắc. Khí thế của hắn ta rất là mạnh mẽ, đôi tay linh động, quyền phong mãnh liệt, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay bên cạnh Hắc Tiểu Sắc, hạ một quyền đầy mạnh mẽ xuống đầu của Hắc Tiểu Sắc. Quyền vừa tung ra, gió thổi phần phật. Cát Vũ đứng ở phía sau cũng không khỏi nhíu mày. Người này cũng là một người có vô công lợi hại, Mặc dù một chiêu này không nhằm vào người hắn, nhưng Lăng Vân này đã có kinh nghiệm làm lính đánh thuê. Cát Vũ Tử cảm thấy hắn ta chưa chắc đã tiếp được chiêu này. Nhưng Lăng Vân chỉ biết rằng, cứ là bằng hữu của sư phụ thì tất cả là cao thủ trong cao thủ. Trong thiên hạ này, không có chuyện gì mà sư phụ không làm được. Mắt thấy tên đồ đệ của Lâm đại sư đã chuẩn bị đánh tới, nếu chúng phải quyền này, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hắc Tiểu Sắc vẫn ngồi im một chỗ, không hề di chuyển. Cho đến khi nắm tay của tên kia chuẩn bị đánh trúng đầu hắn, hắn mới vân đảm phong khinh giơ tay lên một cái. Bắt lấy nắm tay của tên tiểu tử nọ. Chiêu thức dũng mãnh như vậy, thế mà lại bị Hắc Tiểu Sắc nhẹ nhàng dùng một tay chặn lấy. Một cái nắm tay này, vô thành vô tức, khiến cho chiêu thức của tên đó bị phá giải hoàn toàn. Tên nọ bị Hắc Tiểu Sắc nắm tay thì vô cùng sửng sốt. Lâm đại sư cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn biết rõ chiêu thức này của Đồ Đệ mình mạnh mẽ đến nhường nào. Sấm đánh quyền, tấn như sấm đánh, quyền phong cương mãnh, cho dù trước mặt có là một khối đá dài 10 cm cũng có thể đánh nát như trở bàn tay. Thực không thể ngờ được, đối phương lại có thể ngăn chặn nó một cách nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, Đồ Đệ của lão ta dù sao cũng có tu vi không tệ, thiên phú cực kỳ cao. Nếu không thì sao lại có thể đi theo chân lão để mà học hỏi, tiếp thu kiến thức cho được. Lục Hắc Điểu Sắc dùng một tay ngăn chặn chiêu thức của tiên tiểu tử nọ. Tất cả những người trong phòng, ngoài trừ Cát Phú Sa, đều ngây ngẩn cả người. Một màn tiếp theo mới thực sự đặc sắc. Đồ đệ của Lâm đại sư kia khi nhận thấy chiêu thức này không làm ra bất cứ hao tổn gì cho Hắc Tiểu Sắc thì lại tiếp tục dùng tay còn lại, tính toán đánh thêm một quyền vào chính giữa chán của Hắc Tiểu Sắc. Nhưng chính ngay lúc đó, tay kia của hắn còn chưa kịp nâng lên, Hắc Tiểu Sắc đã nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng xoay một cái, khiến cho tiên tiểu tử nọ phải xoay tròn mấy vòng trên không trung. Sau đó Hắc Tiểu Sắc còn đá trúng vào eo của hắn. Tiểu tử kia kêu lên một tiếng, bị Hắc Tiểu Sắc đá bay ra ngoài hơn 5 mét. Sau đó rơi trúng một chiếc ghế gỗ đỏ cách đó không xa, khiến cho chiếc ghế gỗ kia bị đánh cho nát bét. Hắn ta ngã song xoài trên mặt đất, trời đất quay cuồng, không gượng dậy nổi. Cát Vũ lại đứng bên cạnh cười nói. <laughs> Há cả, trước ghế dựa này quý lắm đó nha. Đánh thì cứ đánh, chứ đừng có làm hỏng ghế. Lâm Đại Sư vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lại đứng bật dậy lần nữa, vỗ thật mạnh lên cái bàn, tức giận mắng to. Làm can! Lâm Đại Sư lập tức di chuyển thân hình, chỉ trong chốc lát đã đứng đối diện trước mặt thác tiểu sắc tức giận nói dám khi giết đồ đệ của lão phu sao hôm nay ta phải cho ngươi một bài học vừa nói dứt lời lão nhân đưa tay niệm thần chú sau đó còn rút ra vài lá bùa chú từ trên người ném lên trên đỉnh đầu